Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tinh học. Kiểm tra cuối học kỳ 2, hình thức kiểm tra vẫn là trắc nghiệm 7 điểm và tự luận 3 điểm, thời gian 45 phút. Nội dung là các bài học ở chủ đề E. Sau đây là nội dung ôn tập phần trắc nghiệm. Trong các câu sau đây, em hãy chọn đáp án đúng nhất. Câu 1 on trong công cụ thay thế dùng để làm gì? Đáp án là câu A, thay thế tất cả các cụm từ vừa tìm được. Câu 2. Em cho biết trong các nút lệnh sau đây, nút lệnh nào là định dạng cỡ chữ? Đáp án là câu C. Câu 3. Em hãy cho biết trong các nút lệnh sau đây, nút lệnh nào là định dạng kiểu chữ đậm? Đáp án là câu D. Câu 4. Em cho biết nút lệnh nào là căn lề trái? Đáp án là câu D. Câu 5 Em cho biết nút lệnh nào là căn lệ phải đáp án là câu B Câu 6 Em cho biết nút lệnh nào là in văn bản Đáp án là câu C Câu 7 Trong các lệnh sau đây Đâu là lệnh tìm kiếm Đáp án là câu C Câu 8 Công cụ nào giúp nhanh chóng định vị được một cầm từ cho trước Đáp án là câu B Tìm kiếm Câu 9 Trong các lệnh sau đây, đâu là lệnh thay thế? Đáp án là câu D, keep play Câu 10 Em cho biết, trong các nút lệnh sau đây, nút lệnh nào là thuộc vào lệ bên trái? Đáp án là câu A Câu 11 Em cho biết, trong các nút lệnh sau đây, nút lệnh nào là thuộc vào lệ bên phải? Đáp án là câu B Câu 12 Em cho biết, trong các nút lệnh sau đây, nút lệnh nào là điều chỉnh đầu dạng của dòng? Đáp án là câu C Câu 13 Em cho biết nút lệnh nào là tô màu nền Đáp án là câu D Câu 14 Trong các nút lệnh sau đây nút lệnh nào là kiểu chữ gạch chân Đáp án là câu D Câu 15 Nút lệnh nào là kiểu chữ nghiêng Đáp án là câu B Câu 16 Lệnh nào sau đây dùng để lưu văn bản Đáp án là câu C Còn trong S Câu 17 Nút lệnh nào là căn giữa? Đáp án là câu A. Câu 18. Nút lệnh nào là căn lệ trang? Đáp án là câu C. Câu 19. Nút lệnh nào là chọn hướng giấy? Đáp án là câu B. Câu 20. Nút lệnh nào là chọn khổ giấy? Đáp án là câu D. Câu 21. Nút lệnh nào là chọn tên máy in? Đáp án là câu A. Câu 22. Nút lệnh nào là căn lệ phải? Đáp án là câu C. Câu 23, nút lệnh nào là căng đều hai bên? Đáp án là câu A. Câu 24, để tạo bảng, em thực hiện lệnh nào sau đây? Đáp án là câu D, insert table. Câu 25, để tạo trang văn bản mới, em thực hiện lệnh nào sau đây? Đáp án là câu D, file new. Câu 26, khi thay đổi kích thước của cột và hàng, con trỏ chuột có hình dạng như thế nào? Đáp án là câu C. Câu 27: Để xóa cột hoặc hàng, em thực hiện lệnh nào sau đây? Đáp án là câu A. Câu 28: Để chèn một hàng mới bên trên ô hiện thời, em thực hiện lệnh nào sau đây? Đáp án là câu B. Câu 29: Để chèn một hàng mới bên dưới ô hiện thời. Đáp án là câu C. Câu 30: Để chèn một cột mới bên trái ô hiện thời. Đáp án là câu D. Câu 31. Để chèn một cột mới bên phải ô hiện thời, đáp án là câu C. Câu 32. Khi chọn một ô, con trỏ chuột có hình dạng như thế nào? Đáp án là câu B. Câu 33. Khi chọn một cột, con trỏ chuột có hình dạng như thế nào? Đáp án là câu A. Câu 34. Khi chọn một hàng, con trỏ chuột có hình dạng như thế nào? Đáp án là câu B. Câu 35, khi chọn toàn bản, con chở chuột có hình dạng như thế nào? Đáp án là câu D. Câu 36, sơ đồ tư duy giúp em làm việc gì? Đáp án là câu C, giúp triển khai ý tưởng một cách ngắn gọn, trực quan. Câu 37, em cho biết các thành phần cơ bản của sơ đồ tư duy. Đáp án là câu B, cả A, B đều đúng. Câu 38, trong các câu sau đây, đâu là ưu điểm của phần mềm sơ đồ tư duy? Đáp án là câu D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 39. Phần mềm sơ đồ tư duy cung cấp gì cho em? Đáp án là câu D. Cung cấp những công cụ cơ bản để tạo ra sơ đồ tư duy một cách thuận lợi, dễ dàng. Câu 40. Trong các câu sau đây, đâu là điểm hạn chế của phần mềm sơ đồ tư duy? Đáp án là câu C phải có máy tính để sử dụng. Phần B tự luận sẽ gồm có 5 câu. Câu 1 định dạng đoạn hợp lý, câu 2 định dạng trang, câu 3 lợi ích của trình bày thông tin dưới dạng bản, câu 4 chức năng của phần mềm soạn thảo văn bản và câu 5 cách lập một sơ đồ tư duy đơn giản. Phần ôn tập đến đây là kết thúc. Các em nhớ học kỹ bài, nhớ là phần trắc nghiệm đến 7 điểm nên em nhớ dò kỹ phần trắc nghiệm. Chúc các em thi tốt.